Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chuyên mục kinh doanh với công ty US Alkaline Water, nhà phân phối độc quyền máy lọc nước Alkaline điện giải hiệu CyoGreen USA. Hôm nay Hưng Yên và anh Bảo Trần, đại diện cho ban quản trị của công ty US Alkaline Water, lên chia sẻ với quý vị về sản phẩm máy lọc nước Alkaline điện giải hiệu CyoGreen USA mà trong thời gian qua quý vị đã nghe những thông báo quảng cáo cũng như talk show của chúng tôi trên làn sóng 51.3. Kính thưa quý vị, thì trong phòng thâu hôm nay có anh Bảo Trần cùng với một cái máy mẫu rất là đẹp trên bàn đây để chúng tôi cùng giới thiệu với anh Bảo Trần. Và hôm nay đặc biệt thì chúng tôi sẽ tổng kết những cái thắc mắc của quý đồng hương, quý khách hàng trong thời gian qua để gộp lại một câu vào dạng là câu hỏi để mà chúng tôi giải đáp những câu hỏi, những nhóm câu hỏi đó để quý vị có đầy đủ thông tin về cái máy lọc nước Alkaline điện giải này. Thì trước hết xin chào anh Bảo Trần ạ. Dạ chào Nâng Yên, chào khán giả. Thì để trước khi mà chúng ta trả lời mà một số cái gặp lại câu hỏi đó thì em nghĩ là khán giả cũng nên biết về cái Alkaline điện giải là gì, anh Hiên có thể giúp quý vị hiểu hơn không? Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo Trần. Kính thưa quý vị, chúng ta thường nghe nói nước Alkaline điện giải của công ty CyoGreen, cái máy trước mặt chúng ta đây. Thì trước hết thì chúng tôi muốn giải thích cho quý vị nước Alkaline điện giải là gì và nó quý, nó tốt ra làm sao, tại sao nó quý, nó tốt. Kính thưa quý vị, thì theo cái lịch sử con người của chúng ta, khi mà tổ tiên ta đó thì dùng nước bằng nước trời mưa, nước ao hồ, sông suối. Rồi sau đó tiến bộ hơn thì chúng ta dùng qua nước giếng, lọc ở dưới đất nước giếng xong múc lên uống, dùng. Sau đó thì tân tiến hơn nữa, văn minh hơn thì chúng ta sẽ dùng nước máy. Nước máy xong rồi chúng ta lại tân tiến hơn, con người đã phát hiện ra tân tiến hơn là dùng nước đóng chai, nước tinh khiết. Rồi nước tinh khiết đóng chai xong rồi chúng ta dùng nước lọc, rồi nước alkaline bằng lọc qua những cái bình ga lông để mà chúng ta lọc qua những thiết bị để cho nó kiềm hóa cái nước đó. Rồi bây giờ chúng ta nghe là nước alkaline điện giải của công ty CyoGreen. Kính thưa quý vị, nước alkaline điện giải đó là cái loại nước mà nó cao cấp nhất hiện nay và người ta nói đây là một cái phát minh vĩ đại trong cái lịch sử y tế sức khỏe con người để cung cấp một nguồn nước mà chúng ta biết rằng là bây giờ nó kết hợp với công nghệ điện giải trong cái máy này là một công nghệ tối tân nhất hiện nay để tạo ra một nguồn nước tối ưu nhất cho tới thời điểm này. Trong tương lai 20 năm nữa, 30 năm nữa thì người ta sẽ tìm ra một loại tối ưu khác thì chúng tôi chưa biết. Nhưng cho so với bây giờ thì nước alkaline điện giải là số 1 hiện nay và Nhật Bản được chính phủ khuyến khích dùng loại nước này. Và đến nay thì đã có hơn 180 nước đã sử dụng, xin lỗi quý vị, 150 nước đã sử dụng chúng tôi nhìn con số cho chính xác. Sang thế kỷ 21 thì một số tin tức nói là 180 quốc gia, chính xác 180 quốc gia và được những các bác sĩ và những nhà chuyên gia về sức khỏe khuyến khích dùng cái loại nước alkaline điện giải. Và nước alkaline điện giải là một cái loại sản phẩm người ta dùng cái nước vòi của mình qua cái hệ thống điện giải, nó lọc xong và nó qua hệ thống điện giải nó tạo ra một nguồn nước mà có độ kiềm cao. Và độ kiềm cao ngoài ra nó giữ lại một số những cái chất khoáng chất thì chúng tôi sẽ phân tích những lợi điểm sau. Nhưng mà chúng tôi chỉ chia sẻ quý vị rằng là một cái nguồn nước mà có độ kiềm cao và qua một cái hệ thống kỹ nghệ hiện đại để mà tạo cho một nguồn nước tốt cho sức khỏe. Và nó tốt như thế nào thì lát nữa đây chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Ngoài ra trong cái nước alkaline điện giải này nó có một cái chỉ số gọi là chỉ số ORP âm. Đó là cái chỉ số mà khi mà giá trị âm đó thì nó sẽ chống lại quá trình oxy hóa trong cơ thể chúng ta để mà chúng ta ngăn ngừa rất nhiều những căn bệnh nan y. Lát đây chúng tôi sẽ phân tích thêm. Nhưng mà để mà trước khi chia sẻ thêm đó thì chúng tôi phải nhờ anh Bảo Trần trả lời một câu hỏi mà đồng hương chúng ta thắc mắc nhiều. Đó là công ty tập đoàn CyoGreen là tập đoàn là ở đâu và đã thành lập khi nào và chuyên về những lĩnh vực gì và có những sản phẩm nào khác không ngoài cái sản phẩm này, thì đây là câu hỏi mà có lẽ đồng hương chúng ta cũng quan tâm đó, thưa anh Bảo Trần. Dạ vâng, cảm ơn anh Yên. Thì như quý vị đã biết là tập đoàn CyoGreen có mặt trên thị trường khoảng hơn 10 năm qua thì có một cái sản phẩm nó gọi là Tankless Water Heater, nó được độc quyền sáng chế
Nó là một cái kỹ thuật mà mới nhất sau khi mình dùng cái than rất là lớn trong 120 năm nay với một kỹ thuật rất là cũ. Thì cái máy này, Tankless Water Heater, là cái máy mà đang đi đầu, được rate number one trên Amazon. Rồi hiện tại đang bán ở Đông Nam Á, ở châu Âu, Canada, Mỹ. Và sắp tới đây là quý vị sẽ thấy ở trong Home Depot hay là Lowe này nọ nữa. Cái đó là cái dòng sản phẩm mà đầu tiên của công ty Sigreen. Và cái sản phẩm thứ hai là máy lọc nước điện giải Alkaline này. Thì như quý vị cũng thấy là công ty này nó chuyên về những cái nghiên cứu về nước, những cái kỹ sư trong công ty rất là thích về cái gì dính dáng về nước. Và cái sản phẩm thứ ba nữa là cái máy lọc để cho cái phụ nữ tắm, filter, dạ, để cho mình không có bị rụng tóc, để da mình mịn. Thì cái đó là ba cái dòng sản phẩm chính của công ty Sigreen hiện tại. Vâng, kính thưa quý vị, công ty Sigreen đó là một công ty chuyên về lĩnh vực nước, cho nên đây là cái sản phẩm phải nói rằng là chuyên của họ, đúng là sở trường của họ. Và họ đã có mặt cả trên 10 năm nay và rất nhiều quốc gia, như anh Bảo Trần chia sẻ, cho nên chúng ta hoàn toàn an tâm về xuất xứ của công ty này. Đó là lý do tại sao mà bản thân Hưng Yên cũng như anh Bảo Trần đã nhận một cái hợp đồng rất là quan trọng đối với công ty Sigreen, đó là nhà phân phối độc quyền trên toàn Hoa Kỳ sản phẩm máy nước, máy lọc nước này. Đó là cái điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Nhưng mà vấn đề một câu hỏi nữa mà chúng tôi cũng phải đặt ra, đó là Đồng Hương chúng ta nói là bây giờ uống cái uống nước từ cái máy lọc nước Sigreen này nó có những cái lợi ích gì và có nói có chữa được bệnh hay không? Nghe nói là uống nước alkali điện giải sẽ chữa được nhiều bệnh nan y lắm. Thì thực sự thì chúng tôi xin trả lời thẳng thành thật với quý vị rằng là chúng tôi không dám lạm phát từ ngữ cũng như lạm phát kiến thức. Chúng tôi chỉ nói những cái gì trên cơ sở khoa học, có cái sự giải thích khoa học hẳn hoi và nó được chứng minh bằng khoa học, bằng những cái kiến thức mà chúng tôi học được ở nhà trường cũng như là công việc hiện tại. Thì chúng ta nói rằng là uống nước alkali điện giải để chữa bệnh ung thư hay để chữa bệnh tiểu đường thì chúng tôi không dám nói điều đó. Chúng tôi hoàn toàn không dám lạm phát điều đó. Nhưng mà chúng tôi nói rằng nó rất tốt cho sức khỏe và nó giúp chúng ta ngăn ngừa được rủi ro gây bệnh từ khi mà ông bà mình nói là bệnh tòng khẩu nhập. Có nghĩa là bệnh vào con người chúng ta từ cái đường miệng vào, từ đường ăn, từ đường uống. Nếu chúng ta chỉ chú trọng vào cái đường ăn, ăn đồ healthy, đồ tốt mà chúng ta quên mất là chúng ta chú trọng cái nguồn nước uống mỗi ngày đó thì chúng ta thiếu sót rất nhiều. Như vậy có nghĩa là chúng ta phải xác định được là trong cái nước này nó có cái gì ở trong đó, nó có tác dụng gì mà nó làm chúng ta ngăn ngừa được bệnh. Chứ còn chúng ta nói là nó ngăn ngừa bệnh nhưng mà chúng ta không biết cái nước này nó có cái gì trong đó, nó có tác dụng ra sao. Thì thực sự nó có những cái điểm sau. Thứ nhất là cái nguồn nước này qua cái máy này nó giữ nguyên những khoáng chất rất là tự nhiên cho cơ thể. Thứ hai nữa là nó cân bằng cái độ kiềm của chúng ta, độ chua của chúng ta. Chúng ta ăn hàng ngày dầu mỡ rồi, chúng ta uống nước ngọt, chúng ta uống nước ngay cả những cái lúc nước đóng chai, cái độ pH có nghĩa độ chua rất là cao. Mà khi độ chua cao trong cơ thể, trong nguồn nước chúng ta thì nó dễ sinh ra một số những cái chứng bệnh. Nó về tiêu hóa, về bệnh gao, về đau ốm, về những cái rủi ro, những bệnh khác. Chẳng hạn như bệnh ung thư, nếu mà chúng ta uống nguồn nước có những hóa chất độc hại. Như vậy, trong cái máy này, nó có những cái chỉ số ORP mà chúng tôi vừa phân tích quý vị là giá trị âm. Cho nên nó ngăn chặn được quá trình oxy hóa. Mà quá trình oxy hóa, quý vị thấy được là kim loại, quý vị để ngoài oxy, ngoài không khí, nó bị oxy hóa, nó bị sét rỉ đi. Thì trong cơ thể của chúng ta, quá trình sinh học nó vẫn có quá trình oxy hóa. Oxy hóa nó sẽ tạo ra một số những sản phẩm, những cái chất độc hại cho cơ thể và cơ thể chúng ta bị những căn bệnh ung thư, bệnh gao, bệnh tiểu đường, bệnh máu cũng từ những cái chất thải đó. Quý vị thấy dầu ăn của chúng ta, chúng ta nói là dầu ô liu rất là tốt. Nhưng mà chúng ta nấu lên, chúng ta chiên xào lên, chẳng hạn chúng ta deep fry lên thì thời gian nó lâu đó thì nó bị oxy hóa chất béo đó, nó tạo ra những hợp chất rất độc cho cơ thể chúng ta. Đó chính là chất độc chứ không phải cái dầu nó độc. Cái dầu nó tốt nhưng vì chúng ta nấu ở nhiệt độ cao nó tạo quá trình oxy hóa đó. Thì trong cái nguồn nước này có chỉ số ORP nó rất là âm. Nó âm cho nên nó giúp ta chống lại quá trình oxy hóa trong cơ thể. Và khi nó chống lại quá trình oxy hóa thì nó ngăn chặn được cái sản phẩm của quá trình oxy hóa nó tạo ra chất độc trong cơ thể chúng ta.
Chẳng hạn như những bệnh ung thư hay là những bất cứ những căn bệnh gì, khi mà cơ thể chúng ta quá trình trao đổi chất nó không được ổn định thì nó sẽ gây ra bệnh tiêu hóa, bệnh dạ dày, thậm chí là những tiểu đường hay bệnh thận chẳng hạn. Khi quý vị uống nước này vào, nó lọc cơ thể chúng ta. Chẳng hạn quý vị lấy một cái chai nước, quý vị bỏ tí trà vào, quý vị lấy nước vòi thì nó không có ra trà. Nhưng cái nước này đó thì quý vị ngâm một tí nó ra trà đặc như mà chúng ta dùng nước sôi. Chứng tỏ rằng là cái phân tử nước của cái nước alkali điện giải nó siêu nhỏ. Chứng minh như vậy, chúng ta uống vào đường ruột chúng ta, nó lọc thải cái đường ruột chúng ta. Chúng ta đi tiểu tiện rất tốt. Cho nên ngay cả cái trong cái máy này có 5 cấp độ, quý vị thấy 5 cấp độ từ rửa mặt cho tới là pha sữa cho em bé, cho tới 3 cấp độ alkali đồng độ kiềm khác nhau. Quý vị dùng để rửa rau, quý vị dùng để rửa cà chua, quý vị dùng nấu cơm, quý vị dùng để rửa mặt. Quý vị rửa mặt thì cái tác dụng ngay lần đầu tiên quý vị thấy rõ rệt nhất. Và ngay cả những số người có bệnh như bệnh gao đau nhức thì khi uống cái này có phần được cải thiện. Chúng tôi không nói nó chữa được căn bệnh đó. Cho nên nhìn lại thì chúng ta biết rằng là cái nước này nó như thế nào. Để nó có một cái tác dụng thì nó có cái siêu nhỏ về phân tử, nó trung hòa độ, nó có độ pH kiềm rất là cao, nó giữ được cái khoáng chất, nó tạo cho cơ thể chúng ta, làm sạch cơ thể chúng ta, thải độc cả rượu, cả bia, và đặc biệt là thanh lọc gan. Thanh lọc gan, cho nên quý vị uống bia rượu đó, chúng ta giảm bớt cái phần tác dụng của rượu alcohol đối với gan chúng ta. Rất nhiều những lợi điểm trong cái máy này, thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị có những đặt cái câu hỏi gì thêm về những lợi ích đó. Chúng tôi không dám nói nó chữa hết bệnh này bệnh kia, nhưng nó ngăn ngừa chúng ta ngay cả bệnh ung thư, nó giảm quá trình oxy hóa đi, thì chúng ta giảm được quá trình lộn xộn trong quá trình sinh trưởng tế bào, cho nên giúp chúng ta ngăn ngừa rất nhiều bệnh. Thì nếu mà nói nhiều bệnh quá thì quý vị nói là sao nó cái thuốc, cái nước này nó tài tình, nhưng mà thực sự nó ngăn ngừa chúng ta những cái rủi ro rất là quan trọng từ tim mạch. Khi mà chúng ta nó tẩy ruột những cái chất mỡ, chất béo chúng ta ăn trong ruột đi thì cơ hội bị nhiễm cái mỡ xấu trong máu nó giảm được rất là nhiều. Đó là một số những đặc tính của cái máy nước điện giải alkali này. Thì bây giờ vấn đề đặt ra một cái đó là cái máy này nó nặng như thế nào, nó to ra làm sao, và nó lắp đặt có dễ hay không, thì cái này mời anh Bảo Trần chia sẻ cho quý vị. Dạ vâng, cái đó là cái thắc mắc của một số cái người đã mua dùng, và sau khi họ dùng rồi họ thấy rất là đơn giản, rất là dễ. Thì như quý vị cũng thấy là cái máy chừng 5 pound, rất là nhẹ nhàng, và nó cái chiều dài nó chỉ hơn cái găng tay một chút xíu thôi, còn chiều ngang nó còn ngắn hơn một phân nửa của găng tay nữa, thì nó rất là gọn, nó để ở những cái nơi rất là đẹp trong nhà mình, chẳng hạn như là cái kitchen, nó làm cho cái kitchen mình nó đẹp hơn. Cái bộ đèn ở ngoài trước này nè, nó làm nó sáng lên lúc quý vị dùng á, rồi cái máy nó nói chuyện với quý vị giống như cái người nói lại với mình á, nó làm cho mình cảm thấy rất là hay. Nói chung là có một cái thiết bị thông minh trong nhà mình vậy đó. Rồi lắp đặt thì trong vòng 10-15 phút là quý vị có thể lắp đặt xong. Chúng tôi có một cái DVD, cái video nói về cái cách lắp đặt rất đơn giản, và ngay cả phụ nữ cũng có thể làm được. Bảo xin nói là như vậy. Dạ vâng, kính thưa quý vị, anh Bảo Trần nói hoàn toàn là đúng. Nó nhỏ gọn như cái hộp vậy thôi mà nó nhẹ, có 4-5 pound. Mà đặc biệt là quý vị phụ nữ lắp đặt cũng rất là dễ dàng, cho nên quý vị không cần lo về cái chuyện lắp đặt, hay là ngay cả quý vị thay cái filter nó rất là dễ dàng. Thì qua một cái vấn đề nữa thì chúng tôi đã tổng kết lại một câu hỏi là đồng hương chúng ta sẽ hỏi rằng là hình thức phân phối của công ty US Alkali Water với sản phẩm này là gì, giá cả, bảo hành và mua rồi có được trả lại hay không. Thì chúng tôi thay mặt cho công ty xin trả lời quý vị rằng là chúng tôi phân phối theo hệ thống là đại lý độc quyền, có nghĩa là chúng tôi không phân phối theo kiểu hình thức đa cấp. Thì nếu mà phân phối theo những hình thức đó thì chúng tôi sẽ chi phí nhiều cho những cái khoản lời ở những quản trung gian. Chúng tôi chỉ phân phối một cổng trung gian thôi, cho nên giá thành tới quý vị rất là thấp, thấp nhất có thể được rồi. Và quan điểm của công ty US Alkali Water là thật tốt, thật tiện và thật tâm nữa. Có nghĩa ba cái thật đó chúng tôi làm việc làm sao cho cái chất lượng tốt và thật tâm, mua 9 bán 10, không có lời nhiều. Và thứ hai nữa là thật tiện lợi, là cái máy rất là tiện lợi cho quý vị. Thì cho nên chúng tôi phân phối trực tiếp với người tiêu dùng, và mỗi thành phố thì chúng tôi có một tổng đại lý cho mỗi thành phố, chứ không có những khoản trung gian. Và giá cả cho nên rất thấp, hiện bây giờ giá là 1.959 đồng cho một máy. Và chúng tôi bảo hành 3 năm, kính thưa quý vị, 3 năm, quý vị an tâm. Và đặc biệt là có lẽ là chúng tôi rất tự tin khi đưa ra cái chương trình này, là quý vị mua về dùng
trong 30 ngày thì quý vị có hoàn toàn có quyền trả lại, chúng tôi nhận lại, nếu miễn là quý vị đừng có làm bể, làm nứt, làm chảy xước thì chúng tôi nhận lại trong vòng 30 ngày, kính thưa quý vị. Như vậy là quý vị mua hoàn toàn an tâm. Một cái vấn đề đặt ra nữa là có cần thay filter hay không? Và có bao lâu mới thay? Thì cái này mời anh Bảo Trần chia sẻ. Dạ vâng. Thì quý vị cũng thấy là bên tay trái của cái máy á, là có cái chỗ mà quý vị mở ra để thay filter, nó rất là nhanh, rất là tiện, ai cũng làm được hết. Giống như thay pin. Dạ đúng rồi. Thì một cái filter nó có thể last được 10.000 lít nước, có nghĩa là khoảng 2.650 gallon. Một cái filter như vậy á, khi mà mình thay á, mình có thể dùng được 2.650 gallon, thì có nghĩa là một gallon quý vị dùng nó ít hơn là 4 cent một gallon, khoảng 3.7 cent một gallon. Thì nếu mà mình đi hứng đồ ở ngoài á, mình hứng nước ở ngoài á là 30 cent một gallon, theo bọn nghĩ là như vậy. Tại lâu quá bọn không đi hứng nước nữa. Hứng vừa nắng vừa mưa, vừa phải đợi, vừa mất thời gian tốn xăng này nọ, mà mình bưng về nó làm cho mình cảm nặng, thấy là mất thời gian lắm, chỗ chứa nữa. Dạ vâng. Mà cái chất lượng nước không thể nào mà so sánh với này, giống như là so với lại một cái Mercedes với lại một chiếc xe mà gì đó nó không có cái tên tuổi gì cả. Đấy. Dạ vâng. Cảm ơn Bảo Trần. Nhưng mà còn một điểm nữa là cái máy này quý vị không cần phải bổ sung muối. Dạ đúng. Rất tiện lợi và rất hiện đại, văn minh, kính thưa quý vị. Và quý vị rửa mặt, nhắc lại xin quý vị phụ nữ, rửa mặt là có tác dụng ngay. Khi lần đầu tiên chúng tôi có nhiều quý vị khách hàng gọi cái Hưng Yên ơi, sau rửa mặt nó đã quá đi, sau lần rửa là cái da nó mịn. Thực sự Hưng Yên, cái đó là Hưng Yên quả quyết với quý vị. Quý vị mua một lần đầu tiên quý vị dùng cái bấm vô nước rửa mặt, mà nếu mà nó quý vị không hài lòng thì quý vị cứ đem trả. Thực sự là chúng tôi có 30 ngày để quý vị trả lại, không sợ mất đồng nào, miễn là quý vị giữ cho nó nguyên vẹn thì quý vị được 30 ngày. Thì trong một cái, chúng ta gần hết giờ rồi, anh Bảo Trần có nói chỉ cần thay đổi cái filter khoảng 10.000 lít, có khoảng 2.650, quý vị chỉ tốn 3.7 cent cho cái filter với một gallon nước. Quý vị mua ở ngoài 30 cent nó quá mắc. Như vậy có nghĩa là cái máy này không có lý do gì mà chúng ta không nên dùng nó. Đó là thật tâm mà chúng tôi, vì vậy chúng tôi tạo một cái giá rất là thấp, 1.595 đồng cho một cái máy rất thấp, thấp nhất đến với tay người tiêu dùng. Chúng tôi hy vọng đem cái máy này đến mọi nhà, mọi gia đình trong cộng đồng người Việt chúng ta, để chúng ta có được một cái đời sống thăng tiến trong cái sự bảo vệ sức khỏe của chúng ta thực sự rất tốt. Kính thưa quý vị dùng, quý vị chắc chắn sẽ hài lòng. Thêm một cái mà chúng tôi muốn trả lời trước khi mà rời làn sóng, đó là giá cả của máy lọc nước ra sao thì chúng tôi đã nói rồi, 1.595 đồng. Và cái chương trình khuyến mãi hiện tại thì chúng ta gần trong một cái sau dịp Tết thì chúng ta có chương trình ngày Valentine, lễ tình yêu. Thì nhân dịp này thì chúng tôi xin tặng quý vị 200 mỹ kim trong cái dịp lễ Valentine, để mà chúng ta có cái chương trình cho nó xôm tụ trong ngày lễ. Thì chúng tôi, khi quý vị mua cái máy này, chúng tôi tặng lại quý vị 200 mỹ kim tiền mặt, rất là đẹp đẽ, gọn gàng, quý vị không phải lo. Như vậy 1.595 mỹ kim, chúng tôi tặng 200 mỹ kim, thì quý vị chỉ còn 1.395 đồng cho một máy, để mà quý vị có một cái máy ở nhà. Thêm một lần nữa thì chúng tôi kêu gọi quý vị, cái máy này thật tốt, quý vị cứ mua dùng đi. Chúng tôi có 30 ngày để quý vị dùng thử, và quý vị không hài lòng bất cứ lý do gì, quý vị có thể đem lại, trả lại cho chúng tôi hoàn tiền lại cho quý vị. Quý vị sử dụng và chúng tôi tin chắc 99.9% quý vị sẽ rất hài lòng. Chỉ nguyên cái chuyện mà rửa mặt cho quý vị, mà cái da mặt quý vị đẹp thôi, nó còn xứng đáng để mà dùng cái máy này rồi. Huống chi là tốt cho sức khỏe của chúng ta, rất là tốt. Cho nên chúng tôi tin rằng trong sau 30 ngày, quý vị chắc chắn sẽ dùng nó. Trước khi lần sóng, chúng tôi đề nghị anh Bảo Trần chia sẻ một chút thông tin về số điện thoại cũng như là địa chỉ của văn phòng chúng ta. Dạ vâng, quý vị có thể đến địa chỉ văn phòng ở số 10515 Bel Air, Suite E, nó cái khu KT Printing, quý vị ngay cái chỗ có con rùa, cái building có con rùa đó. Số điện thoại của chúng tôi là 281-502-1531, 281-502-1531.
Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo Trần. Và kính thưa quý vị, chúng tôi vừa trình bày quý vị những thông tin căn bản nhất về máy lọc nước alkaline điện giải hiệu Siogreen USA. Bên trong này là những thiết bị rất là quan trọng, thì toàn của Nhật Bản, những cái hãng mà tập đoàn uy tín chúng tôi nhập về và lắp đặt công ty tại Mỹ, an toàn và có tiếng từ lâu đến nay, và giá cả thì rất phải chăng. Chúng tôi hạn chế thấp nhất cái phần lợi nhuận để đem đến cho quý vị một sản phẩm vừa giá nhất. Quý vị liên lạc với chúng tôi văn phòng và văn phòng của đài BYN cũ trước đây trong khu KT Printing, gọi cho chúng tôi ngay để mà có chương trình promotion 200 Mỹ Kim tiền mặt chúng tôi sẽ gửi tặng cho quý vị trong dịp lễ Valentine. Hưng Yên xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.